Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập khu công nghiệp y dược đầu tiên tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án triển khai công nghiệp dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây sẽ là bước khởi động để thành phố lập khu công nghiệp y dược tập trung đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 3, theo ông Tăng Trí Thượng, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo đề án thành phố sẽ chuyển giao thiết bị y tế kỹ thuật cao và vaccine, thuốc mới, thuốc phát sinh, sinh phẩm, công nghệ sản xuất thuốc. Đề án hướng đến mục tiêu từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, xa hơn là xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Khu công nghiệp chuyên ngành y dược dự kiến vào năm 2030 sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động. Khu công nghiệp được xây dựng tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, huyện Bình Chánh với diện tích 333 hectare khu công nghiệp sẽ tập trung các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm y dược và sản phẩm phụ trợ kỹ thuật cao, trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo về y dược, trung tâm giao dịch sản phẩm. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 30 nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP Những nhà máy này chủ yếu sản xuất theo công thức đã hết hạn bản quyền để phân phối cho thị trường trong nước và xuất khẩu, hay còn gọi là thuốc generic. 3 năm trở lại đây, Việt Nam đối mặt với tình trạng thiếu thuốc vì gián đoạn nguồn cung thuốc và nguyên liệu sản xuất do hệ quả của COVID-19 cùng với sự bất ổn xung đột tại một số quốc gia. Đảm bảo an ninh dược phẩm là ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực y tế. Tháng 10 năm 2023, chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Việt Nam ưu tiên phát triển sản xuất nguyên liệu làm thuốc và công nghiệp dược ngay tại trong nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong sản xuất thuốc phát minh có bản quyền, thuốc generic dạng bào chế công nghệ cao, thuốc chuyên khoa đặc trị, vaccine hướng tới mục tiêu từ sản xuất thuốc generic sang thuốc phát minh. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm có giá trị cao trong khu vực và giá trị xuất khẩu thuốc đạt 1 tỷ đô la. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế ở khu vực phía Nam, thuận lợi cho việc cung ứng, vận chuyển các khu vực khác, tập trung số lượng lớn cơ sở nghiên cứu, sản xuất, đào tạo, kinh doanh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng cao. Tại Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện có quy mô lớn, lượng tiêu thụ thuốc lớn nhất cả nước đặc biệt là thuốc chuyên khoa đặc trị